bầu cử sơ bộ tại 5 bang hôm 2 tháng 8 tiếp tục thăm dò sức ảnh hưởng của ông Trump. Thưa quý vị, 5 tiểu bang Arizona, Kansas, Michigan, Missouri và Washington đã tổ chức bầu cử sơ bộ vào thứ Ba 2 tháng 8. Cử tri của cả hai đảng quyết định ai sẽ tham gia cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Trong đó có 11 cuộc bầu cử được coi là phép thử mới nhất về tầm ảnh hưởng của cựu Tổng thống Donald Trump. Bầu cử sơ bộ tại 5 bang hôm ngày 2 tháng 8 tiếp tục thăm dò sức ảnh hưởng của ông Trump. Theo The Hill đưa tin, các cuộc bầu cử sơ bộ được tổ chức ở Arizona, Kansas, Michigan, Missouri và Washington vào thứ Ba ngày 2 tháng 8, với các ứng cử viên lưỡng đảng vào ghế Thượng viện, Hạ viện, Thống đốc và Ngoại trưởng tiểu bang. Trong đó có 11 cuộc tranh cử liên quan đến khảo nghiệm mới nhất về sức ảnh hưởng của cựu Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả cuộc chiến giữa đại diện của cựu Tổng thống Trump và cựu Phó Tổng thống Mike Pence, và sự nghiệp chính trị của một số thành viên đảng Cộng hòa đã từng bỏ phiếu để luận tội ông Trump. Hoa Kỳ trừng phạt bạn gái bí ẩn của ông Putin. Thưa quý vị, vòng trừng phạt mới của Hoa Kỳ nhắm vào giới tình quan Nga, gồm cả bạn gái bí ẩn của ông Putin, vận động viên thể dục dụng cụ Alina Kabava, người sắp bước sang tuổi 39. Ngày 2 tháng 8, Associated Press đưa tin, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết chính phủ đã đóng băng thị thực của cô Kabava, cựu vận động viên thể dục Olympic, kiêm cựu thành viên Duma quốc gia Hạ viện của Quốc hội Liên bang Nga, và áp đặt các hạn chế tài sản khác. Bộ Tài chính cho biết, Kabava cũng là người đứng đầu tập đoàn truyền thông quốc gia Nga. Alexei Navalny, nhà phê bình Điện Kremlin, kiêm nhiều hoạt động nhân quyền người Nga, đã kêu gọi các biện pháp trừng phạt chống lại Kabava. Ông nói rằng, kênh truyền thông tin tức của cô là cơ quan đầu tiên mô tả bình luận của phương Tây về cuộc xâm lược là tuyên truyền sai lệch. Ngay từ tháng 4, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã quyết định tạm thời gác lại các lệnh trừng phạt đối với Kabava, vì đây có thể được coi là một đòn cá nhân đối với ông Putin, sẽ gây thêm căng thẳng giữa Nga và Hoa Kỳ. Vương quốc Anh đã trừng phạt Kabava vào tháng 5. Liên minh châu Âu cũng đã áp đặt các hạn chế đi lại và tài sản đối với cô vào tháng 6. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Anh chỉ rằng, tài sản chính thức của ông Putin là một căn hộ nhỏ ở St. Petersburg và hai chiếc ô tô thời Liên Xô. Người nhà và các tài phiệt phân tính đều là hầu bao của ông. Cô Kabava sinh năm 1983, đến từ Uzbekistan, quốc gia ở Trung Á, đã giành huy chương vàng thể dục dụng cụ tại Thế vận hội Athens năm 2004. Năm 2005, ông Putin đã tặng bà huân chương hữu nghị, một vinh dự cao nhất ở Nga, vì những đóng góp của cô cho nền thể thao Nga. Kabava cũng là một trong những vận động viên thể dục dụng cụ đoạt nhiều giải nhất thế giới. Ngoài hai huy chương vàng Olympic, cô còn giành 14 chức vô địch thế giới và 20 chức vô địch châu Âu, đồng thời được giới truyền thông Nga mệnh danh là vận động viên quyến rũ nhất nước Nga. Có một động tác được đặt theo tên cô, và cô cũng là người biểu diễn chính trong đội thống trị môn thể thao này. Nga đã giành được mọi huy chương vàng Olympic có thể từ năm 2000 đến năm 2016. Kabava còn được mệnh danh là người phụ nữ dẻo nhất ở nước Nga. Năm 2008, tờ Moskovsky Correspondent đưa tin rằng ông Putin đang có ý định ly dị người vợ Lyudmila và kết hôn với cô Kabava. Cả hai đều phủ nhận thông tin này. Ngay sau đó, các nhà chức trách đã đình chỉ tờ báo. Ông Putin và người vợ cũ đã tuyên bố chia tay 5 năm sau đó. Vào thời điểm Tổng thống Nga phủ nhận việc ông có quan hệ với cô Kabava, cô đang chuyển từ sự nghiệp thể thao thành công sang sự nghiệp chính trị khi giữ chức Phó Chủ tịch Hạ viện từ năm 2007 đến năm 2014. Năm 2014, cô trở thành Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Quốc gia Nga, có cổ phần lớn tại hầu hết các hãng truyền thông nhà nước ở Nga. Theo báo cáo năm 2008, Kabava yêu ông Putin, người hơn cô 31 tuổi và sinh hai đứa con ngoài giá thú với ông vào năm 2015 và 2019. Tuy nhiên, Tổng thống Nga đã phủ nhận một cách rõ ràng mối quan hệ với cô Kabava. Đời tư của lãnh đạo Nga luôn được bảo mật, chặt chẽ. Khi được hỏi về cuộc sống riêng tư của mình, ông Putin luôn có xu hướng từ chối câu hỏi. Cùng năm trong gói trừng phạt mới nhất của Hoa Kỳ, có nhà tài phiệt Andrei Grigorievich Chugay, người sở hữu tòa lâu đài Winterhurst, một dinh thự 25 phòng ngủ, bất động sản lớn thứ hai ở London, sau cung điện Buckingham.
du thuyền trị giá 120 triệu USD Afanero thuộc sở hữu của ông Gurdjieff cũng được xác định là tài sản bị phong tỏa. Andrei Adevich Gurdjieff, con trai ông và công ty Nga D&T Invest của ông cũng bị chế tài. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ bà Janet Yellen cho biết, nhà đồng minh của ông Putin đã trở nên giàu có và tài trợ cho lối sống xa hoa, trong khi những người dân vô tội đang phải hứng chịu cuộc chiến tranh xâm lược phi pháp của Nga. Cùng với các đồng minh của chúng ta, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục kìm hãm doanh thu và thiết bị củng cố cuộc chiến vô cớ của Nga tại Ukraine. Bộ Ngoại giao cũng đã áp đặt các hạn chế bổ sung về thị thực và các biện pháp trừng phạt khác. Vào tháng 4, Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai con gái của Putin là Maria Vostosova, 36 tuổi, và Katarina Tikhonova, 35 tuổi. Họ là con của ông với người vợ cũ là Dimila. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, bà Janet Yellen cho biết, các đồng minh của ông Putin đã trở nên giàu có và tài trợ cho lối sống xa hoa, trong khi những người dân vô tội đang phải hứng chịu cuộc chiến tranh xâm lược phi pháp của Nga. Cùng với các đồng minh của chúng ta, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục kìm hãm doanh thu và thiết bị củng cố cuộc chiến vô cớ của Nga tại Ukraine. Bí ẩn về cái chết của phi công phụ có thi thể hạ cánh trong vườn sau nhà của gia đình. Thưa quý vị, cái chết của một phi công trẻ khi hạ cánh trong khu vườn sau nhà của một gia đình vẫn bị che đậy trong bí ẩn. Charles Hillbrooks, 23 tuổi, đang bay ở độ cao hơn 1.000 mét thì bị rơi hoặc là nhảy ra khỏi chiếc máy bay nhỏ. Thi thể của anh ta được tìm thấy gần khu vực cây cối trong một khu dân cư, cách sân bay gần nhất khoảng 25 dặm lái xe. Ông Crooks đã bay lên bầu trời từ Reefport, Bắc Carolina cùng với viên phi công thứ hai lúc 1 giờ chiều thứ Sáu. Nhưng 40 phút sau, các phi công nói với kiểm soát không lưu rằng bánh bên phải của máy bay đã bị rơi ra khi họ cố gắng hạ cánh. Khi máy bay hạ cánh khẩn cấp 1 giờ sau đó, một trong các phi công đã mất tích, trong khi người kia đã cố thoát khỏi chiếc máy bay chở hàng động cơ đôi với vết thương nhẹ. Một cuộc điều tra đã được tiến hành về cách ông Group rời khỏi chiếc CASA CN212 hai động cơ. Các nhà chức trách xác nhận anh ta không đeo dù khi rơi từ giữa không trung. Được biết vụ việc xảy ra khoảng 20 phút trước khi máy bay hạ cánh gần sân bay quốc tế Raleigh-Durham. Người đàn ông bị bạn gái đâm chết tại căn hộ ở Texas. Thưa quý vị, một người đàn ông ở độ tuổi 40 đã chết sau khi bị bạn gái của anh ta cho là đâm chết anh ta trong căn hộ của một người bạn. Vụ việc xảy ra ở Houston, Texas vào khoảng 11 giờ tối Chủ nhật ngày 31 tháng 7 sau khi cặp đôi chưa được nêu tên đến nơi ở mới của bạn thân để giúp cho họ dọn đến, theo cảnh sát. Cuộc tranh cãi giữa hai người họ bắt đầu tại một căn phòng phía sau căn hộ, sau đó trở nên gay gắt. Đỉnh điểm là vụ đâm chém, báo cáo cho biết. Một nhân chứng được cho là một người bạn kể lại rằng khi người này bước vào phòng thì thấy người đàn ông đang ngồi trên sàn nhà cùng với bạn gái đang ôm vết thương chảy máu của anh ta. Cô bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó, trong khi người đàn ông được đưa đến bệnh viện và được tuyên bố là đã chết. Theo Trung úy Earl Wilkins của Sở Cảnh sát Houston, họ ở trong một căn phòng phía sau. Nhân chứng của chúng tôi nói rằng anh ta đã nghe thấy một cuộc cãi vã, nhưng không biết họ đang tranh cãi về điều gì. Người phụ nữ đã đâm một nhát vào ngực người đàn ông. Một báo cáo từ đài địa phương ABC 13 cho biết, cặp đôi này chỉ ở bên nhau một thời gian ngắn trước khi cuộc xung đột diễn ra. Cuộc điều tra giết người vẫn đang được tiến hành, trong khi cảnh sát tiếp tục truy tìm nghi phạm vào thứ Hai ngày 1 tháng 8. Một loạt các vụ giết người gần đây ở Houston, nơi có dân số khoảng 2 triệu 300 nghìn người, đã khiến cho tỷ lệ giết người của thành phố tăng cao hơn so với cùng thời điểm của năm ngoái. Vào cuối tháng 5 năm 2022, có 195 vụ giết người được ghi nhận ở khu vực thành thị, so với 192 vụ vào cùng thời điểm năm 2021. Tại ngay app Top Top Send, chuyển tiền nhanh chóng, không sợ mất phí, dễ dàng sử dụng.